Xe đạp thể thao Vít.com xin chào các anh chị. Video này, shop kiểm tra siêu phẩm đua của Đức Sava X9R7120 để gửi cho chị Kiều An ở Phú Yên đã đến với shop xe đạp thể thao Vít.com đặt mua online. Vâng, với Sava X9R7120 đang có 6 màu anh chị nha. Và đây là toàn những là màu đẹp và cùng với một cấu hình quá đỉnh, cực khét, cực cháy luôn. Đó là full carbon cao cấp và sử dụng full lốp Shimano 105R7120 24 tốc độ mới nhất từ hãng Shimano, tạo nên một siêu phẩm đua của Đức rất là danh giá. Và đây là mẫu xe được rất nhiều anh chị lựa chọn. Vâng, và có mức giá chỉ hơn 30 triệu. Và trở lại với chiếc Sava X9R7120 của chị Kiều An ở Phú Yên đặt mua từ shop, thì chị đặt mua chiếc màu xanh đổi màu size 44 đây. Ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra, giới thiệu và báo giá chi tiết tới chị luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Sava X9.9 hay được gọi là Sava X9R7120 hiện đang có hai size, đó là size 44 và size 47 cùng với 6 màu. Đây là chiếc màu xanh đổi màu, khi thay đổi góc nhìn khác nhau thì sẽ lên màu khác nhau anh chị nhé. Xe có cấu hình full carbon, đó là khung carbon, càng carbon, tay lái đầu cắm ập bằng carbon, vành bằng carbon và cọc in bằng carbon. Thiết kế tổng thể của Sava X9 là thiết kế khí động học sử dụng sợi carbon cao cấp đạt chứng chỉ UCI, đầy đủ chứng nhận UCI cho anh chị trên khung cũng như trên càng đấy anh chị nhá, rất chất luôn. Tay lái đầu liền khối cao mập và chiếc tay lái của hãng Sava thì quá đỉnh anh chị nhá. Tay lái dạng cánh đây, cáp thiết kế khí động học âm toàn bộ trong tay lái luôn, không lòi một tí nào luôn anh chị nhá. Trong tay lái, trong khung, trong càng của xe. Và tiếp theo đó là bộ chuyển động Shimano 105R7120. Đây là cái bộ chuyển động mới nhất của hãng Shimano với tay đề lắc 2x12 tốc độ, gạt đĩa, đùi đĩa, gạt lip, lip, xích Shimano và cũng phanh luôn, phanh Shimano 105R7170. Bộ phanh dầu này sử dụng cho bộ chuyển động chạy điện luôn. Vành chắn gió cao 5cm, lốp ZT Plus 700x25C. Đây là cặp lốp cao cấp Mayer 4 bạc, cối nổ siêu to. Anh chị vừa thấy cấu hình nhanh của Sava X9R7120 với cấu hình quá đỉnh, cực cao cấp luôn. Và với cấu hình như thế này thì đang được hãng Sava bán trên thị trường quốc tế rơi vào 40.890.000. Tại thị trường Việt Nam, hãng Sava tặng tới người dùng gần 10 triệu đồng trên một xe, chỉ còn 30.990.000. Và anh chị đến với shop xe đạp thể thao Vít.com, shop sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà anh chị khi anh chị ở xa đặt mua xe online. Vâng, và rất nhiều đồ chơi phụ kiện khác để anh chị lựa chọn, trang bị đầy đủ cho chiếc xe đạp của mình, rất dễ dàng khi đến với shop. Anh chị cần thêm thông tin hay còn câu hỏi nào thắc mắc, hãy liên hệ ngay với shop qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958. Toàn bộ thông tin chi tiết thì shop đã đăng tải trên web cùng với giá. Anh chị thích mẫu này có thể đặt trực tiếp trên web hoặc đặt mua qua số điện thoại hotline đều được. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.